Rồi, hello trại bò Thanh Tính, xin chào anh em. Đây một cái lô bò mới về đây anh em ơi. Có mấy bò lớn lớn đẹp lắm anh em. Ngoài chuồng ngoài thì bò lớn nha, chuồng trong thì bò nhỏ tiền. Nè. Kem F2 vàng đầu cửi nè. Cái con này có sừng anh em ơi. Con này với con bên kia, hai con nó nói chung là nó, mình nhìn cái mẫu nó y hệt như anh em sinh đôi vậy. Đó, lưng nè, lưng đôi ha. Con bò này 7 tháng rồi nè. Chiều cao là 1m12. Đít dài thì cặp bò này đẹp lắm anh em. Này con này nữa nè. Nè, mới về nè. Khi hệt em nói anh em đi hệt rồi, nhìn nó xứng lắm, cặp bò xứng không có. Nhìn như là anh em sinh đôi vậy đó, không có con nào mà xứng bằng cặp này đâu. Cặp này nó xứng dữ lắm nè. Em là trại bò Thanh Tính nè. Anh em có nhu cầu về đến trại xem anh em. Cặp bò đẹp lắm anh em. Chiều cao là mỗi con nào cũng 1m12 hết, em nói anh em nó xứng kinh khủng luôn, cặp bò đẹp lắm, lông đẹp dữ thần đó. Đó cái cổ nè anh em coi nè, thấy không, con bò cổ rút ghê không nè. Chiều cao là 1m12 anh em, hai bò này 7 tháng anh em. Cặp bò này trại em bán với giá là 46 triệu anh em, 46 triệu là có ngay cặp bò F2 kem vàng anh em. Quay rất là xa luôn á, cặp bò đẹp dữ lắm. Chung là chạy em quay bò là anh em an tâm đi, em không phải như người ta đâu, em quay là rất kỹ con bò, quay coi hết được con bò anh em. Đó. Bò trắng này nó mới về nó láo táo luôn, sụp lui thấy ghét quá. Mình lại cho nó sụp cái anh kia. Nhưng mà tại vì nó đẹp. Đẹp nó có quyền anh em. Đó. Mới nè, em quay kỹ cho anh em xem ha. Em quay là anh em nói chung là trong điện thoại với ở ngoài là nó 9-10 luôn á anh em, chỉ cần nếu mà anh em ở xa mình mở điện thoại lên mình coi xong thôi. Chốt bò là em đưa lên là y hệt, em nói anh em là y hệt, chiều cao thước tất gì cái mẫu con bò là y hệt, không khác chút nào, không nhỏ luôn đó. Nhìn là dễ phân biệt lắm, nói chung là 9-10 luôn. Đọc bò này nói chung là hết ý rồi nha. Đó, chạy em bán với giá là 46 triệu ở đây bán. Em báo giá là chính xác chứ không còn bớt nữa nha em. Quay kỹ mặt bò này, cái đầu này. Rồi thấy chưa, thấy giống không, con bò này thì thức ăn yếu, con nào nói chung hai bò này thức ăn yếu lắm, hai bò này về dỗ nước là được đó. Rồi ok, tới con kem trắng. Con kem trắng này em bắt hôm là 6 giờ mấy, 7 giờ nè, bắt luôn tại vì nó quá đẹp. Chiều cao nó là 1m1. Những anh em nào mà thích kem trắng thì alo với em nha. Chân nè, chân cẳng ngắn nữa, thấy chưa, tinh, cái tinh con bò này đẹp quá trời luôn, không biết tinh cái do cái loại chân cô lai nhưng mà không biết loại nào anh em, đẹp quá. Bò này chiều cao là 1m1 nha, nè, cái cổ nè, bò này hôm nay em nói mua được là phải trở về liền tại bò này đẹp, em biết căng lên là bò này bán lẻ lắm. Bò này khỏi bàn nữa, chân móng. Giá bò này 23 triệu nha anh em. Kem trắng F2 lông sắc lẻm luôn. Đẹp cực kỳ. Đầu nó nằm. Nhìn cái đầu là biết ăn tiền à. Bà chủ nhà bà bán bà không bớt 100. Xin bớt 100 ngàn mà không bớt luôn anh em. Mẹ nó mẹ kem bông bông la ba bê. Bây giờ kem trắng đẹp cực kỳ luôn trời. Em mua được cái là em phải trở về, những quý phải trở bò này về tại quá pin, quá độ luôn, cạnh đuôi hết biết cạnh đuôi luôn. Bò này có giá là 23 triệu nha anh em, 23 triệu. Ba con này nó xứng dữ lắm anh em, 23 triệu mấy bò. Bò này 6 tháng hơn nha anh em, 6 tháng cứng luôn, 6 tháng gửi luôn á. Bò này thì nó còn cọc kế mẹ cho nên nó gì nó còn la la nè. Em quay gần gần cho anh em xem có ý tướng nè, thấy không, cực kỳ đẹp. Đó, đẹp lắm, em nói bò đẹp là đẹp à. Cái con nào mà em quay lên nó đẹp là đẹp. Giá 23 triệu anh em. Lưng. Từ cái lưng, cái mặt của mày nó là mình không chê được gì. Nè, con này thì con này con lai con muối lai nha anh em. Con. Bò này cũng có giá là 23 triệu luôn anh em. Con này với con trắng là anh em bắt hai bò này về nuôi là nữa, mang lái lại nó không có chê gì chứ. Đi kêu giá nó chê là giá của mình thôi chứ không chê gì chứ.
chân nè, chiều cao 1m1 luôn anh em. Gối không anh em, nhìn cái gối nè, thấy không, cái chân nè, chân nó thẳng băng luôn á, hay gì chứ. Nè cái lưng nè, như tấm dán vậy. Lưng đẹp lắm, lông sắc lẻm à, cái vàng lông sắc lẻm. Con này với con đó là cũng giá là 23 triệu con luôn, mấy con bò ngoài nè, 23 triệu con hết anh em. Lực cái ghê không, đít nè anh em, thấy không, cái đít không, lực dữ lắm nè, xứng ghê không. Cặp này anh em nuôi là hết ý luôn, mấy bò ngoài này là mấy bò cứng nè, bò biên không, mấy bò ngoài lực lực, mấy bò ngoài giá hầm hầm mấy. Nè con này nè, con này thì giá 2,5 triệu anh em, 5 con bò ngoài là 5 con bò bự, như bự cái chiều cao là 1m1 đến 1m12 ha, lực lắm. Quá trắng quá trời, trắng quá trời trắng. Thì em đang có chuyến, đang cần ghép xe về ở An Giang ha, cho nên là anh em nào mà cần mua thì alo với em nha. Có một anh đang đặt một con về An Giang nhưng mà anh cần ghép xe anh em, cho thí dụ như mà anh mua được 2-3 con thì mình về cho anh phí nó nhẹ, còn mua nhiều quá, ý mua ít quá thì nó nặng phí lắm đó. Thì em đang cần ghép xe về An Giang cho nên là anh em nào mà có mua bò thì được chuyến là em giao lên liền luôn ha, khỏi tốn tiền xe hết anh em. Rồi tiếp vô đây, vô đây là những con bò mới về nè, mới về mà những em nhỏ nè. Nè bò này có giá là 17 triệu anh em ơi, chiều cao 1m8, con này có giá là 20 triệu. Đó. 19 anh em ơi, bò này 19 triệu anh em ơi, em nhớ lộn con bò đen kia. Một cặp này là 36 triệu 36 triệu anh em, đúng rồi. Cặp bò này 36 triệu nha anh em. Con 19, con 17, đúng rồi, 36. Đó. Cặp bò thì một con 1m8, một con này là 1m hơn anh em. Nhích chút, bò bê đẹp lắm. Bò bê lực cực kỳ luôn, cắt sữa rồi, lưng đẹp, mặt đẹp. Tướng dông dãi dài đòn. Nói chung là hiện tại bây giờ là đa số em thấy những anh em mà mình mới xuất chuồng bò rồi đó là lại đi kiếm bò nhỏ nhỏ không? Tại vì sao? Anh em bắt mấy bò nhỏ này nè, thứ nhất là vốn nó rẻ. Ví dụ như nó rẻ hơn tầm như bò này 10 mấy triệu đi. Thì bò này 17 đi, lúc trước là nó tầm khoảng 23. Thì nó rẻ hơn anh em nghĩ đi. Nó rẻ hơn là 6 triệu thì 6 triệu đó mình dập vô tiền thức ăn là lời hơn, nuôi sẽ lời hơn. Em bảo đảm thời điểm này là anh em bắt bò là rẻ nhất, nhưng mà qua Tết mình sẽ mắc lắm. Qua Tết lúc nào cũng vậy, qua Tết là nó mắc cực kỳ mắc luôn. Qua Tết là nó mắc cực kỳ luôn. Đây. Em có diện muối này, chân hơi nhỏ nha anh em. Muối này có giá là 17 triệu 500 anh em ơi. Đó, chân hơi nhỏ. Muối này là muối xám. Giá 17 triệu 500 anh em ơi. Chiều cao 1m bò. Con này thì nói chung là chủ nhà cắt sữa quá sớm. Độ tuổi thì nó khoảng 5 tháng rưỡi anh em ơi. Nó chủ nhà cắt sữa quá sớm luôn. Cho nên là mình nhìn con bò nó không có bóng bẩy bằng. Nhưng mà bây giờ mấy con bò này nè, em chỉ anh em nè. Về anh em chích mỗi một con gì đó 10C bò dưỡng. Cái loại Catosan hoặc cái loại ADO đó anh em. Rồi trong quá trình ăn anh em trộn thêm một miếng nhân tiêu hóa, một miếng Bacomlet. Trong cái thức ăn khô á, bỏ mỗi cái. Em bảo đảm với anh em luôn. Lên cấp kỳ. Rồi sổ lãi, sổ gan nữa. Là hết ý. Con bò nuôi là trong quá trình là mình phải làm cái đó rồi. Đây, còn con này. Con này đít muối nè. Đít này thì con bò đó tại sao 17 triệu rưỡi chứ con bò này không có giá 17 triệu rưỡi đâu nha. Tại con bò này nó bằng hai con bò đó mà. Tỉnh lực á, nói chung là chiều cao nó là 1m, 1m bò luôn à. Nhưng mà nó lực hơn nhiều lắm. Mét hơn. Nó lực nè, anh em coi nè. Tại vì mẹ ba bê của người ta chân, cái chân con bò này chào bá lửa luôn chứ không phải chân nhỏ nha anh em. Nè, chân trước chân sau chào bá lửa. Cái đầu nè.
cổ nó có gan à anh em ơi, không được gan, nó có nửa gan của em. Bò này thì nó còn bú nha anh em, lưng nè. Độ tuổi là con bò này cứng 5,5. Bò này nó cứng hơn con bò xám. Nè cái đít nó nè anh em coi nè. Chiều cao nó là 1 mét bò anh em. 1 mét bò nha anh em. Nhớ kỹ giùm em 1 mét bò. Chân nè. Chân là nói chung con bò này chân bự lắm. Chân ở bắt gấp 2 bò xám. Gấp 2 bò xám bú xám á. Cái cổ nó nè anh em coi nè. Ghiền bò này ông chủ nhà ông kêu một bò. Em có thể cái nem mấy bò này nè. Cặp bò này luôn nè. Chung nhà nó, chủ nhà kêu không bớt cắt. Kêu một tiếng một. Đi tới lui, mình đi tới lui 3 lần. Năn nỉ, mới đầu năn nỉ bớt 1 triệu, năn nỉ bớt 500, bớt 200 không bớt luôn anh em, biết rồi. Biết có nào rồi. Em bò đẹp anh em. Thức ăn mấy bò này thức ăn dữ lắm. Bò này đổ thức ăn dầm luôn á, chủ nhà người ta. Em kêu chủ nhà đổ thức ăn dầm luôn. Nó đang gồm, sáng có gồm, chưa có. Con này, với con này thì chiều cao nó là 1m05. Bò này 3BF2 anh em. Lực vô, lưng. Cái lưng nó là một gan á. Xương nó bự ghê không? Hai bò này xương bự lắm. Hai bò này em nói chung là chủ nhà không chịu cái giá, mình chỉ chê mất cái giá thôi chứ mình không chê được gì anh em. Nè cái đầu nè, đầu bự ghê luôn. Bò này nằm trên nền mẹ kem anh em. Lưng nè. Đích nè anh em. Hết biết bò luôn. Đẹp, cặp bò đẹp lắm. Cặp bò này em bán giá với cái giá là cái giá tại tại chuồng của em luôn, là cặp bò này với cái giá là 45 triệu nha anh em. Con đen này với múa đó là giá 45 triệu. Cặp bò này thì còn bú nha anh em. Nào nó nói cho rõ ra. Tại sao cặp bò này như vậy? Em bán giá căng, nhưng mà cặp bò ngoại em bán giá 46 triệu, cặp bò ngoại bự hơn cặp bò này nhiều. Tại sao? Thứ nhất, 3B, thứ hai, bò muối. Mà con bò muối này không là nó mất tiền hơn người ta biết nhiều nữa. Giá trị là giá trị bò muối này nè. Còn như bò này bình thường thì nó cũng đâu có nhiêu tiền đâu. Đúng không? Nó 1m08, nó tầm khoảng chỉ gần 6 tháng như thế này thì nó tầm khoảng 21 triệu, 2 triệu rồi. 1 triệu mấy, 1 triệu rưỡi, 2 triệu chứ gì. Tại vì chủ nhà bán căng lắm anh em, cặp bò này nói chung chủ nhà bán căng dữ lắm. Mà em ghiền em đi không được, tại chân cẳng anh em. Mình không thấy một miếng chày mà nói chung là nó bự, chân nó bự dữ thần luôn. Nói chung mấy nền trên mẹ ba bê để chân bự lắm. Đó, nói chung em biết cặp bò này dễ bán. Cặp bò lông sát, ba bê lông sát mà F2 đầu bự, mặt bự, lưng dài đẹp. Một cỡ một con bò thì ưng ý 45 triệu. Này con này có giá là 19 triệu. Con bò này là con bò 3B bông, nhưng mà nó cắt sữa rồi. Con bò này thì nói chung là anh em về là trước tiên là phải sổ lãi cho em cái, sổ gan cho em cái nha. Rồi chích bồi dưỡng cái. Đó, chích bồi dưỡng bò này chích cho em 15C. Là bò mau lên cực kỳ, xương nè. Nằm trên nền mẹ ba bê luôn. Nhưng mà con bò này á, tội nghiệp nó có một cái là con mẹ nó đẻ ra, con mẹ nó bị lồi. Đó, cho nên là ta mai lại rồi ta bán bò này cho em, là người ta sẽ bán bò mẹ luôn. Tại vì nó xui cái là nó nằm trên cái con mẹ, nó tội nghiệp nó cái là con mẹ nó bị lồi, chứ không thôi là con bò này đẹp lắm. Cho nên là nó mất sữa anh em, kiểu nó mất sữa, sữa không hung. Rồi chủ nhà cho ăn cũng không có được như người ta, nó cũng thất thường lắm anh em. Cho nên là nó, anh em nhìn cái màu là mình thấy nó bắt mắt rồi, đẹp rồi, đúng không?
tướng, nếu mà con bò này nó còn 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 bú là con bò này bóng bẫy đó. Bò này có giá là 19 triệu nha anh em. 1 mét 1 mét lẻ 5. 1 mét lẻ 5 nha anh em. Đích dài như một cỡ một đẹp. Đây. Em bò lỡ. Bò lỡ này có chiều cao là 1 mét 25 trên 1 mét 25 luôn. Nó gần 1 mét 3 nè. Nãy em đo không kỹ không? Bò lỡ F1 nha anh em, bò này thiếu đủ 120 kg thịt. Xương nó nè. Xương cẳng nó đẹp cực kỳ con bò luôn, cao. Đầu bự nè. Con bò này có giá tại chuồng là 27 triệu nha anh em. 27 triệu con bò này em nói rẻ, rẻ cực kỳ rẻ luôn chứ không phải là nó mắc nữa. Tại vì con bò người ta là 120 kg thịt mà con bò mới có 10 tháng chưa sổ mũi nữa. Lâm sắc lẻm nè. Anh em coi cái tướng nó nè. Thấy không? Bự thấy ghê luôn. Cái dàn đít nó hả? Khỏi bàn luôn. Ra con. Dàn đít nó dữ thần lắm. Dài lắm anh em ơi. Dài. Dài mà đẹp. Ô, em đứng sát đầu chuồng ngoài đây em quay lại cho anh em nè. 27 triệu anh em. 27 triệu nha. Bò này đó là 32 33 triệu luôn. 27 triệu cái đầu bự nha. Cái đầu không có nhỏ nha, F1 nhưng mà ta đầu bự lắm. Chỉ có là hơi cắn cái cổ chút, mình thấy lú hơi cái cổ mình biết thôi. Cục ru á. Đó. 27 triệu. Rồi, nói chung là em cũng quay hết cái lô bò của em rồi. Thì anh em có nhu cầu thì đến trại ha. Đây là trong chuồng trong này là những con bò nhỏ ha. Giá đồng tiền cũng vừa phải. 19 triệu nè. Một cặp thì 45 triệu nè. Cặp rít muối. Rồi con này thì 17 triệu rưỡi nè. Con này 19 triệu nữa nè. Con này 17 triệu nữa nè. Bò này em thiếu dữ lần tội nghiệp đó. 22 triệu 500 nè. Chiều cao là 1m13 nè. 1m1 nè, 23 triệu nè. Bò đít khủng nè, đít thúng nè. Bò kem tắn nè, kem tắn F2 nè, mới về nè. Giá 23 triệu nè, chiều cao 1m1 cứng nè, bò đẹp. Không chỗ chê nè. Cặp bò là này 7 tháng nè. Có giá là 46 triệu nè, chiều cao 1m12 nè. Cặp bò như anh em sinh đôi vậy đó. 46 triệu 23 triệu con 7 tháng bò chà bá lửa luôn. Còn mấy anh mà cầm bò nhỏ nhỏ không kêu cho cố mạng thì để nuôi. Nhỏ nhỏ 5 tháng à. Lợi kêu hỏi nhiêu anh? 25 triệu em. Có nhà kêu 27 triệu. Em đi về cáo cười chết. Rồi nói chung là cuối video này tạo cái tiếng cười cho anh em ha. Anh em xem kênh của em hay nhớ đăng ký kênh. Để ủng hộ em ha anh em. Rồi em xin chào anh em, hẹn anh em lại tới video sau, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Dạ, em xin chào.